Con đã gây ra bao lầm lỡ? Khi nói, khi làm, khi tư duy. Đam mê, thần giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng chi. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa toàn thể đại chúng đang hiện diện tại chùa Đại Nam Himeji ngày hôm nay, xin được niệm ơn và tán thán sự hiện diện của tất cả quý vị đã cùng hộ niệm và chứng minh cho lễ xuất gia của cô Tệ Tường. Mong rằng đại chúng từ nay về sau, với tinh thần là một vị Phật tử hộ pháp, chúng ta cũng hộ trì cho cô Tệ Tường vững vàng thuận lợi trong con đường xuất gia của mình. Xin được